Xin chào tất cả các anh chị yêu Lan nha. Chiều hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một trong những cái cây cát cực kỳ đẹp luôn anh chị. Đây là cây dinh London nha mọi người. Cánh trồng mà lưỡi rất là đẹp, màu vàng lưỡi đỏ nha mọi người. Cái này là màu vàng đậm luôn á anh chị. Cây này mới vừa bung được khoảng tầm 2 ngày thôi. Đó. Với lại buổi chiều hôm nay nó không có nắng nên là mình nhìn cái màu vàng của nó không được xuất sắc lắm nha. Chứ cái này mà dưới nắng nó lên màu vàng lưỡi đỏ cực kỳ xuất sắc luôn. Cây dinh London này rất là đẹp nha. Hoa thì thơm, bông to nha mọi người. Dinh London này một chậu bên em, hiện tại bên em bán một chậu là 160.000 một cây. Cây này em chưa trồng thuần luôn mọi người, nó còn nằm trong cục sơ dừa luôn á, mà cái bông của nó đã đạt như vậy rồi. Nếu mà anh chị về trồng thuần, cái bông của nó còn xuất sắc hơn nữa. Hoa này cực kỳ thơm nha mọi người, hoa rất là thơm. Cái lưỡi của nó có cái viền cực kỳ đẹp như thế này luôn. Mẫu này em chia sẻ với mọi người 160.000 thôi. Dinh Golden nha, cây trồng thuần nha anh chị. Ai yêu thích mẫu bông màu vàng lưỡi đỏ Dinh Golden này thì inbox Zalo cho em theo số điện thoại là 0914727162 nha.